Rồi, hiện tại thì hai cái máy này mình đều set, đó là một phần 400 giây, khẩu độ là f5.6 và ISO là 1250. Đây là Sony ZV-E10 Mark II mới ra mắt. Còn đây là Sony A7C Mark II. Sony A7C á, nó sử dụng cảm biến là full frame nên mình để cái lens là 35mm. Trên cảm biến APS-C thì mình để cái lens là 24mm. Hai cái lens này nó sẽ cho góc nhìn tương tự nhau nha. Bây giờ mình sẽ lùi ra. Cả hai đều để là lấy nét khuôn mặt luôn. Và hai máy đều quay 4K 30 hình trong 1 giây và bitrate là 140m. Picture profile là S-Log3. Mình đang test thử cái chất lượng clip lên giữa hai máy nó có sự chênh lệch nhiều hay là không nha. Hiện tại thì cái môi trường ánh sáng cũng khá là ổn. Nắng thì hơi đánh trên đầu một xíu thôi, tại vì bây giờ là 11 giờ, 11 rưỡi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ có một sự thay đổi nhỏ nhỏ nha. Trên Sony A7C Mark II thì mình đang để ở chế độ là crop mode và mình đang sử dụng cái tiêu cự hiện tại là 24mm. Trên Sony ZV-E10 Mark II này thì vẫn là cái lens 24mm luôn. Như vậy thì khi bật chế độ crop mode trên Sony A7C Mark II thì nó sẽ có hai góc tương tự nhau và cả hai máy đều quay 4K 30 hình trong 1 giây và 10 bit màu. Picture profile là S-Log3 mà đang đứng ở đây. Và chúng ta hãy xem thử là khi bật chế độ crop mode trên Sony A7C Mark II thì nó có giảm chất lượng và nó có xuất sắc hay là tệ hơn so với ZV-E10 Mark II hay là không. Bởi vì có nhiều bạn nói mình là anh thử so sánh ở chế độ crop mode trên những chiếc máy full frame với những chiếc máy có cảm biến APS-C xem thử là nó khác nhau nhiều hay là ít. Thì đây cũng là một những cái câu hỏi rất là hay và mình cũng đã để ý và mình quyết định sẽ test cái bài test này. Rồi bây giờ mình sẽ test chung rung giữa hai chiếc máy là Sony ZV-E10 Mark II và A7C Mark II nha. Cả hai máy đều để chế độ là active. Bây giờ mình sẽ đi. Cái này khá là nặng nha. Mình sẽ cố gắng mình gồng cái tay để mình đi cho mọi người coi thử là nó rung lắc như thế nào. Thì hôm bữa mình test cái A7C Mark II này thì bữa mình test Sony ZV-E10 Mark II thì mình thấy chống rung khá là tốt. Nên mình quyết định là mình sẽ mình đi ngược trên này đi, ở dưới có hiện tượng có làm đi lại này. Đó, mình đi gồng gồng như thế này mình cảm giác như rất là mượt nha. Rồi quay ngược lại đi nè. Lúc này mình mới test trên Sony ZV-E10 Mark II và A7C Mark II này thì mình có cảm nhận là trên ZV-E10 Mark II này nó chống rung mượt mà hơn nha. Thì tại vì mình đang chống rung, mình đang test trong cái điều kiện ánh sáng lý tưởng, tốc độ lên cao nên cái này cũng không nói lên được điều gì. Tại vì nó sử dụng chống rung điện tử. Nếu mà các bạn quay trong môi trường mà ánh sáng yếu á, thì cái chống rung điện tử này nó sẽ bị thua thiệt rất là nhiều. Nó sẽ giảm tốc và nó thể hiện cái sự rung lắc lên rất là rõ. Và có một cái nữa là khi các bạn sử dụng chống rung điện tử trên ZV-E10 Mark II này, các bạn sẽ bị crop nhiều hơn so với chống rung điện tử kết hợp sensor trên Sony A7C Mark II này. Thì các bạn nhìn vào các bạn cũng sẽ thấy rất là rõ này, đó là cái góc trên Sony ZV-E10 Mark II này nó bị crop nhiều hơn. Cái mặt mình nó thấy mỗi mắt mỗi miệng, còn cái này thấy cái cằm